Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 18 Cố Đô Huế, vở bài tập môn lịch sử địa lý, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách ra trang số 64 nào. Mình đến bài số 1 nào. Công trình kiến trúc nào thuộc quần thể kiến trúc Cố Đô Huế? Như vậy chúng ta có này, chùa Cầu này, phải không? Không đúng không? Lăng Khải Định. Lăng Khải Định phải không em? Không đúng không? Chùa Thiên Mụ. À như vậy, công trình kiến trúc chùa Thiên Mụ đây này, đấy thì thuộc về Cố Đô Huế nhá. Rồi, nhà cổ Tấn Ký có không? Không đúng nào. Như vậy chúng ta có đáp án đó là chùa Thiên Mụ. Ok. 1.2 nào. Kinh thành Huế được xây dựng vào triều đại nào? Như vậy chúng ta sẽ có này, triều nhà Lý này, triều nhà Nguyễn này, triều nhà Trần, triều Lê Sơ. Như vậy thì kinh thành Huế là triều Nguyễn đúng nào? Đấy, các em vào trong đó thì có cái bộ quần áo đó. Rồi có quân vua nhà Nguyễn, đúng là nếu chúng ta vào đúng cái ngày ấy, thì người ta sẽ có một cái hoạt động. Đấy, để chúng ta xem ai là người tổ chức cuộc phản công ở kinh thành Huế năm 1885. À, đó chính là Tôn Thất Thuyết nhé, được chưa nhỉ? Rồi, 1.4 sự kiện vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị và trao lại ấn kiếm cho chính quyền cách mạng năm 1945 có ý nghĩa gì? Chứng tỏ nhân dân Huế giành được chính quyền. Cách mạng tháng 8 thành công trên cả nước, phải Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn mới được, đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của cách mạng tháng 8 trên đất Cố Đô Huế, thể hiện tinh thần chiến đấu khát vọng giành độc lập của nhân dân Huế. À như vậy thì chúng ta sẽ chọn cái đáp án nào đây? C này nhá, cho nó đầy đủ hơn, được chưa nhỉ? Thắng lợi trọn vẹn, được chưa? Sang bài tập số 3, lựa chọn từ hoặc là cụm từ cho sẵn. Từ hoặc là cụm từ cho sẵn phù hợp và điền vào chỗ trống để hoàn thành mô tả vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên của Cố Đô Huế. Vậy ta cho này, các từ Ngự Bình, Nên Thơ, dòng sông Hương, kinh thành, rồi sông Hương hùng vĩ. Rồi, chúng ta sẽ chọn ở đây. Cảnh quan thiên nhiên Cố Đô Huế được điểm tô bởi vẻ đẹp của gì? Của gì? À, của dòng sông Hương, đúng nào. Đấy, dòng sông Hương. Chúng ta ngồi ở trên sông để nghe hát nhé. Rồi, dòng sông Hương uốn lượn quanh gì đây nhỉ? À, sông Hương thì uốn lượn quanh kinh thành Huế, được chưa? Rồi, núi gì? Núi Ngự Bình. Đấy, có cái núi gọi là núi Ngự Bình nha các em, thì nằm cạnh đâu? À, nằm cạnh sông Hương, được chưa? Đây có từ sông Hương nữa này các em. Như vậy đây là gì? Chúng ta sẽ chọn từ sông Hương, mang một cái vẻ đẹp nên thơ, phải không? À, vẻ đẹp hùng vĩ nhá, núi thì phải hùng vĩ nhá, mà nên thơ. Đấy, với bốn mùa thông reo chim hót. Như vậy chúng ta đã điền được chưa nhỉ? Xong nhá. Rồi, sang bài tập số 4 nào. Viết tên một số công trình kiến trúc tiêu biểu của Cố Đô Huế. Như vậy thì chúng ta sẽ có các công trình kiến trúc tiêu biểu ở đây. Đầu tiên thì mình phải kể tới đó là kinh thành Huế, đúng không? Đấy, đây là kiến trúc đầu tiên. Cái thứ hai thì mình phải thấy đó là Lăng Khải Định nhá, được chưa nhỉ? Rồi, cái thứ ba
mà mình cần phải kể đó chính là Lăng Tử Tự Đức, được chưa? Đấy, em nào mà chưa được đi ấy, thì trong dịp hè thì hãy bảo ba mẹ cố gắng để chúng ta đi. Rồi và cuối cùng đó chính là chùa Thiên Thiên Mụ. Đấy, được chưa nhỉ? Rồi như vậy thì cái chùa Thiên Mụ á, thì có những cái truyền thuyết này các em, khi mà cái cặp trai gái nào mà đang là yêu thương nhau á, chưa phải là vợ chồng mà đến đó thì khi mà lên chùa người ta sẽ không cho chúng ta lên theo cặp đúng không em? Đấy, và người ta yêu cầu chúng ta phải là gì, lên từng người đấy các em. Đấy thì thầy cũng chỉ biết như vậy thôi. Ok, rồi lựa chọn từ hoặc cụm từ phù hợp và điền vào chỗ trống. Như vậy tên cho ở đây là gì? Triều đình, tòa khâm sứ pháp, tôn thất thuyết, bối rối, cố thủ, tấn tấn công. Như vậy thì đêm mùng 4 rạng sáng ngày mùng 5 tháng 7 năm 1885, dưới sự lãnh đạo của Tôn Tôn Thất Thuyết. Đấy, dưới sự lãnh đạo của Tôn Thất Thuyết, quân ta bất ngờ gì? Tấn công. Đấy, tấn công đồn Mang Cá. Đấy, ở đồn Mang Cá thích hơn ở nhà. Có bài thơ về lượm nữa kìa. Đồn Mang Cá và gì? Và tòa khâm sứ nhé. Đấy, tòa khâm sứ của Pháp. Ok. Bị đánh bất ngờ, quân Pháp vô cùng gì? Vô cùng gì? Bối rối đúng không? Đấy. Vô cùng là bối rối và gì? Và cố thủ đến gần sáng thì mới đánh trả lại, khiến quân triều đình bị gì, tổn thất lớn, được chưa nhỉ? Ok, như vậy đây là nói về một cái trận đánh mà bác Tôn Thất Thuyết đã chỉ huy và chiến đấu. Ok, tiếp tục nào, viết vào hai cái thẻ, viết vào thẻ hai ý nghĩa của cuộc phản công kinh thành Huế, tức là gì, cái cuộc phản công ở trên đó, thì chúng ta viết vào đây hai cái ý nghĩa. Như vậy thì ý nghĩa đầu tiên đó, là chúng ta sẽ thấy được là thể hiện cái gì, khát vọng, đúng nào, khát vọng để giành giành độc lập, được chưa? Đấy, khát vọng để giành độc lập tự do của gì, của nhân dân ta. Đấy, cụ thể ở đây là gì, nhân dân ở ở Huế. Ok, rồi cái ý nghĩa thứ hai là với cái cuộc phản công này thì đã khẳng định một cái tinh thần chiến đấu, đúng nào, tinh thần chiến đấu của ai, của nhân dân ta. Ok chưa, xong nhá. Rồi sang bài tập số 7 nào. Đánh số từ 1 đến 6 để sắp xếp các câu dưới đây theo đúng nội dung của câu chuyện Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Huế. Rồi như vậy tôi cho 6 cái dữ kiện như thế này, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn xem cái dữ kiện đầu tiên là gì. Thế chúng ta phải đọc đó nào. Hòa trong không khí cách mạng tháng 8 của cả nước, ngày 23 tháng 8 nhân dân đã giành được chính quyền. Như vậy thì tiếp tục là sự kiện này đánh dấu thắng lợi, trên kỳ đài cờ đỏ sao vàng tung bay, những tiếng hô vang, vua Bảo Đại thì đọc chiếu thoái vị và trao ấn cho chính quyền. Chiều 30 trước cổng Ngọ Môn, hàng vạn người dân Huế chứng kiến giờ phút lịch sử và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muôn năm. Ok, như vậy thì đầu tiên á, chúng ta sẽ thấy đây là sự kiện số số 1, đúng không nào? Và sự kiện này
thì dân 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 đã giành được gì? Độc lập. Và đến cái địa điểm này là chiều ngày 30 thì hàng vạn người dân đã chứng kiến một cái cảnh mà bất ngờ ở trong gì? Trong giây phút lịch sử, đó là vua Bảo Đại. Đấy, đây là thứ tự số 3 nhé. Đọc cái chiếu thoái vị và trao ấn kiếm cho chính quyền. Ok, thì khi mà vua đọc như vậy á, thì trên kỳ đài cờ đỏ sao vàng của chúng ta đã tung tung bay, và những cái tiếng hô vang gì đây? À, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 4 năm. Đó, ta hô vang cái từ này, đúng không? Như vậy thì đây rõ ràng là số 6 rồi. Sự kiện này đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của cách mạng tháng 8 trên đất gì? Trên đất Huế nhé. Ok, sang bài tập số 8 nào. Viết vào thẻ dưới đây đó, hai việc nên làm và hai việc là không nên làm để bảo tồn phát huy giá trị của cố đô Huế. Như vậy thì khá là nhiều những cái mà chúng ta đã nói tới vấn đề này rồi, đúng không? Bảo tồn, phát huy, nhớ đây là bảo tồn nhé. Bảo tồn thì chúng ta nên làm, đó là gì? Đó là phải có sự gì, quản lý. Đấy, có sự quản lý này, sự kiểm tra này. Đấy, kiểm tra rồi bảo bảo trì, đúng không? Bảo trì các gì, các cái di tích lịch sử ở đây. Đấy, khi mà thấy có cái dấu hiệu là hư hỏng hoặc là xuống cấp thì chúng ta phải xử lý ngay, đúng không nhỉ? Rồi, việc nên làm thứ hai đó là gì? Có ý thức, đúng không? Đấy, có ý thức giữ gìn vệ sinh, giữ gìn vệ sinh và gì à, và bảo vệ gì, các cái di tích lịch sử ở đây, được chưa nhỉ? Đấy, đơn giản như vậy thôi. Đây là những việc chúng ta nên nên làm. Vậy thì trái lại, đó là những cái việc mà không nên làm. Đó là gì? Không tuân thủ, đúng không nào? Đấy, chúng ta không tuân thủ các quy định về cái việc bảo tồn, đúng không? Đấy, về cái việc bảo bảo tồn như là gì? Không dẫm đạp, như là gì? Dẫm đạp này, sờ mó này, đúng không nào? Sờ vào hiện vật này, sờ vào hiện vật nhá. Rồi gì nữa nhỉ? Có thể là xả rác, đấy, vân vân, được chưa nhỉ? Thì đây là cái việc mà không nên làm. Rồi cái thứ hai là cái việc không nên làm nữa, đó là gì nhỉ? Đó là gì các em? À, đó là sao? À, đó là chê bai. Đấy, chê bai các di tích lịch sử. Đấy, cái việc này là cái việc tuyệt đối nha các em. Các vua Hùng đã có công giữ nước, dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đấy, thì tất cả bây giờ chỉ còn là gì? Chỉ còn là di tích lịch sử, nên chúng mình phải làm sao bảo tồn nó. Ok.
tục là bài số 9 là thiết kế một tấm áp phích nhằm tuyên truyền về bảo vệ di tích cố đô Huế. Đấy, như vậy thì các em sẽ thiết kế, trang trí, vẽ ở đây. Đúng nhỉ? Như vậy thì có thể thêm cho một số những cái câu cho nó hay. Đúng nào? Chẳng hạn như thầy sẽ cho là gì? Cùng chung tay. Cùng chung tay giữ nét đẹp của gì? Của Huế mộng mơ. Đúng nào? Đấy. Của Huế mộng mơ. Đúng chưa? Được không nhỉ? Đấy, ví dụ chúng ta cho một cái câu như thế này. Sau đó các em sẽ thiết kế. Đấy, thiết kế nó. Ổn không? Rồi nhá. Rồi, như vậy thì cái bài này của chúng ta đến đây cũng đã hoàn thành nhá. Hẹn gặp lại các em ở trong bài phố cổ Hội An. Đừng quên là chia sẻ cho các bạn.